tuổi rồi. Sao cái lùng trẻ đi đâu, nó biết tiết chế chứ. Còn có 1 tiếng nữa thôi à. Có 1 ngồi chứ để làm thôi. Đi về trường. Thôi lại luôn. Con người ta đối với nhau á, nó dễ thương lắm. Và những cái người rất là khác nhau, xa lạ với nhau, khi mà họ chịu cởi mở và họ gắn kết với nhau thì nó sẽ làm được những cái thành quả rất là lớn. Bên cạnh đó, những cái tình cảm gia đình, những cái tình cảm đồng đội với nhau, nó cũng là những cái nét chấm phá rất là đáng yêu trong cái bộ phim này. Tư Soạn là một nhân vật với người phụ nữ có tiền nhưng mà thiếu thốn tình cảm. Soạn mà, đâu có soạn được. Vì một hoàn cảnh, vì một cái số phận đẩy đưa, bà Tư Soạn phải tái giá. Và từ cái sự tái giá đó xảy ra những cái tình huống, những cái biến cố trong cuộc đời của bà Tư Soạn. Thì đây là một điều rất là thú vị cho nhân vật cũng như là cho cả một câu chuyện phim. Muốn có chồng trẻ, chiều một chút đi, tại vì chồng trẻ hơn mình mà. Thì đó là một cái slogan của bà Tư Soạn, để mà từ cái suy nghĩ đó dẫn đến những hành động để mà thấy được rằng là cái người phụ nữ này rất là thương yêu chồng con của mình. Và bản thân Khánh thì học hỏi được rất nhiều từ những bạn diễn của mình. Mỗi người đều có những cái điểm nổi trội để cho Khánh được cảm nhận và được thấy rất là may mắn khi mà mình được tham gia trong cái bộ phim Biệt Đội Rất Ổn này. Thì vai diễn Hào Phong trong bộ phim Biệt Đội Rất Ổn đó là những cái Văn đã dồn nén khá là nhiều. Vải Văn muốn thể hiện một cái vai ca sĩ đúng như những gì mà ở ngoài đời mình chưa làm được. Và bản thân Vải Văn là người trong nghề khá là lâu, Vải Văn có thể quan sát rất là nhiều anh chị, những ngôi sao ca sĩ hạng A. Mình có thể nhìn thấy sự thành công của họ, nhìn thấy cái phong cách của họ, nhìn thấy được cái hào quang của họ để mình tiếp thu đó, mình sử dụng vào trong bộ phim của mình. Thiệt ra là mọi người sẽ thấy cái người mà không chỉ một mình Oanh mà tất cả các bạn diễn viên khác, các anh chị diễn viên khác đều bỡ ngỡ nhất, bất ngờ nhất, đó chính là anh Hứa Vĩ Văn. Nhiều lúc mà ảnh buông ra những cái câu mà làm cho cả gia đình cực xúc, làm gia đình rất là hài hước như vậy đó, mà họ cũng cười phá lên và vô cùng sửng sốt, sụp đổ hình tượng soái ca trong lòng. Buồn cuộc sống vô thường lắm. Trong bộ phim Biệt Đội Rất Ổn, Hoàng Anh sẽ vào vai một bà mẹ có một cái biến cố trong cuộc sống khá là lớn, cho nên là cũng có một chút áp lực khi đến với vai diễn này. Nhưng mà nó cũng có một cái sự háo hức và rất là phấn khởi khi mình được vào một nhân vật mà mình có thể đồng cảm rất là nhiều. Đó là mình cũng đã là một người mẹ rồi, và mình cũng trải qua một ít những cái thử thách của cuộc sống để có thể đủ hiểu là một người phụ nữ phải làm thế nào để có thể mạnh mẽ, chiến thắng tất cả những cái khó khăn để tiếp tục một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình, đặc biệt là cho chính em bé của mình. Khi nhận vai cũng có rất nhiều khó khăn, mình toàn diễn với diễn viên hài không à, mà lúc nào mình cũng phải giữ cái mặt nghiêm nghị. Khi mà ra hiện trường quay á thì Tướng cảm thấy đó là một cái lợi thế, vì chị Lê Khánh hay là anh Hứa Vĩ Văn hay là Võ Tấn Phát, Ngọc Phước hay là bé Nguyên Thảo, bé Quỳnh Hoa, đa số đều rất là hợp tác, rất là cứ cảnh quay đều nói, tức là em sẽ quăng miếng này, quăng miếng này, quăng miếng này để khỏi bỡ ngỡ và khỏi bị xì. Từ trước là Tướng đóng những cảnh cha con á, thì lúc chưa có con á thì Tướng toàn đi vay mượn không à, nhưng sau này sinh bé Gạo ra thì Tướng hiểu được cảm giác nhiều thứ. Mà nhiều lúc mình ra mình diễn, mình không cần phải diễn, mình chỉ cần nhớ về con mình là mọi thứ nó ra. Khi mà mình càng lớn tuổi, mình càng làm nghề nhiều năm, mình có một gia đình, mình có những cái trải nghiệm trong cuộc sống, thì Khánh nghĩ là mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ mang đến cho khán giả những cái điều thú vị nhiều hơn nữa. Và mong muốn khán giả sẽ luôn yêu thương Khánh, cũng như là ủng hộ tất cả những sự đóng góp của cả ekip phim Biệt Đội Rất Ổn ạ.